Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động sinh hoạt của con người gây ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn là do các chất thải phần lớn không được thu gom, xử lý mà trực tiếp thải ra môi trường. Nhất là các chất thải trong sinh hoạt gia đình, các chất thải trong chăn nuôi và các loại chất thải trong sản xuất nông nghiệp. Đa số đều thải trực tiếp xuống sông ngòi, kênh rạch làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, nhằm để tuyên truyền vận động nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Đến với hội thi hôm nay, đơn vị xã Nhị Quý xin được đem đến tiểu phẩm Gậy Ông Đập Lưng Ông. Và sau đây, tiểu phẩm xin được bắt đầu. Bà ơi, bà đâu rồi? Chưa vô tới nhà đã nghe tiếng ông rồi hả? Mới giờ này mà cái chai kẹp vô cái nách. Thiệt chứ tôi thấy máu tôi muốn lên tới não luôn á ông. Đàn ông gì đâu trụ cột trong nhà mà không coi vậy được không ông? Mới gì mới sáng sớm mà nhai vậy? Có chuyện gì nói tôi biết coi. Làm gì sáng xách cái bao đi đâu vậy? Tôi tính lấy cái bao này nè, bỏ ông vô cái bao đem đi câu sấu. Thấy chồng của người ta thấy ham. Chồng mình hả? Thấy thèm hả? Tôi đầu cũng chết ông còn cần rõm nữa không? Chuyện gì nói đi, biết được tôi xử lý cái mọc. Trời ơi, nhắc tới tôi thêm gầu. Không biết làm sao mà tự nhiên mấy con gà sáng nay nó chết hết 4-5 con. Tôi định lấy cái bao nè, đem bỏ mấy con gà vô. Rồi ông coi phụ cái gà sao, đào cái lỗ. Rồi chôn mấy con gà nha ông. Thôi, bà ở không quá ha, không có chuyện gì làm hả? Bà ra sao phụ của tôi bằng mấy con gà. Bận xong tôi đưa một hai con đi nhậu. Còn mấy con còn lại bà chiên, bà kho, rồi bà nấu cháo bà ăn. Bà không nghe đài tiền thanh xã ha, tiên tiền ha. Thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí. Nghe hoài mà không biết áp dụng gì hết. Ông nói gì ông? Trời ơi, gà bị bệnh chết, ông biết bị gì chết không mà giờ ông đòi mần thịt ăn. Lỡ nó bị H5N1 cúm gia cầm nó rồi sao? Ông ăn đi, rồi ông đi theo ông bà. Thôi, không có ăn uống gì đây hết trơn á. Bà ra ngoài sao lấy mấy con gà quăng ở ngoài sông trước cửa kìa. Trời đất ơi, từ sáng giờ tôi thấy ông có hai cái ý kiến mà không đâu ra đâu hết trơn không. Ông nghĩ sao gà dịch bệnh mà ông kêu tôi đem quăng xuống sông, nó nổi lền bền nhìn thấy ghê. Đã vậy hả, vài ngày nữa nó sình nó hôi thối, rồi vừa ô nhiễm một nguồn nước, vừa ô nhiễm môi trường, vừa sao nổi không. Bà ăn cho no rồi không biết lo gì, lo chuyện bao đồng. Tôi là tôi không phải lo chuyện bao đồng, mà tôi lo đây là lo sức khỏe của bản thân mình nè, gia đình mình và mọi người xung quanh nữa. Ông thấy không, cái đợt dịch tả hai châu Phi vừa rồi đó, ủy ban của mình lên tới từng nhà xem nếu như mà đằng này có phát hiện heo dịch bệnh là đằng này đào hố thiêu hủy để tránh lây lan cái nguồn bệnh. Mà giờ gà của nhà mình bị bệnh chết mà ông kêu tôi đem qua không xong, vậy rồi sao được ông? Thôi bà không làm biết tôi làm. Trời ơi, nói từ hồi nãy tới giờ cũng rát cái cổ họng mà thiệt chứ. Đúng, bó tay cho ông này luôn á. Mời bà con cô bác mình ổn định để đi vào cuộc họp nha bà con. Thì kính thưa bà con, thì hôm nay thì mời bà con đến đây. Thì tôi cũng đại diện cho ban công tác mặt trận ấp, thì triển khai về cái chủ trương của ủy ban nhân xã về việc mà phát động toàn dân bảo vệ môi trường năm 2011. Đó là lý do của buổi họp hôm nay. Cũng báo cho bà con biết thì năm 2019 thì xã mình cũng được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì mục tiêu tiếp theo đến năm 2021 thì xã cũng sẽ phấn đấu thực hiện đạt các cái chỉ tiêu để được cấp trên công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Thì để đạt được cái mục tiêu này thì cũng rất mong được cái sự đồng tình ủng hộ đóng góp của bà con dân chúng ta. Như bà con thấy đó, thì từ lúc mà phát động xây dựng xã nông thôn mới đến nay thì bộ mặt của xã chúng ta có sự thay đổi rõ rệt. Thì như các cấp, các ngành ở cấp trên cũng có hỗ trợ xây dựng cái cơ sở hạ tầng như là điện, đường, trường trạm. Tuy nhiên thì có một cái tiêu chí mà trong nhiều năm qua thì thực hiện đạt chưa có hiệu quả cao, đó là cái tiêu chí môi trường. Thì bà con cũng biết là ban chỉ đạo xã, rồi ấp, rồi các ban ngành đoàn thể thì cũng đưa ra nhiều cái giải pháp mà để tìm ra cái giải pháp mà tuyên truyền đến bà con chúng ta để mà xử lý rác tại hộ gia đình, để giảm tại cái lượng rác
hòa nông thôn. Thì tuy nhiên thì bà con mình có thực hiện nhưng mà chưa có hiệu quả cao. Cho nên cái tình trạng mà rác á vẫn còn vương vãi trên các cái kênh rạch nè, rồi ở ngã tư ngã ba của các cái tuyến đường giao thông nông thôn. Thì do đó để góp phần bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện cái đạt cái tiêu chí môi trường của cái chuẩn nông thôn mới nông cao, thì ở cấp trên cũng hỗ trợ cho mình các cái thùng rác để mà lắp đặt trên các cái trục tuyến đường chính của giao thông nông thôn chúng ta. Rồi nhiệm vụ của bà con chúng ta là phân loại rác gia đình, loại rác nông nghiệp mà bỏ vào thùng rác. Thì cứ định kỳ 2 đến 3 ngày thì sẽ có ra xe lấy rác đến lấy. Cô bác mình á, mỗi hộ phải đóng 20.000 đồng trên hộ lên tháng nha bà con. Vậy thì bà con mình có đồng ý không? Đâu, 20.000. Thì xin ý kiến đóng góp của bà con tôi không chịu đó. Xin mời ý kiến. Làm kỳ cục quá. Nghe chị Dân nói thì tôi không đồng ý đó nha. Nhà tôi thì trước nay thì rác thì tôi gom đóng lại phơi khô rồi tôi đốt. Nhưng mấy bữa mưa dặm thì rác không có khô á, bốc mùi hôi lắm. Nà thì nghe có xe vậy thì lấy rác vậy thì tôi mừng lắm. Tôi xung phong đến tiền trước luôn á. Cảm ơn ý kiến chị Tám. Như vậy là tốt quá rồi. Bà con mình ai cũng đồng ý hết đó bà con. Khoan, cho tôi ý kiến đi. Sao vậy anh Tư? Thì xin mời ý kiến của anh Tư. Ở nhà chị Tám thì có điều kiện thì khác. Với bà con đây thì gia đình nhân khẩu đông thì rác nhiều thì đồng ý đúng rồi. Còn nhà tôi có hai vợ chồng hà, với có hai đứa con thì đã gửi bán trú rồi. Hai vợ chồng thì sáng đi làm sớm tới tối mới về, rồi mua có chút đồ à, rồi đâu có rác đâu nhiều, với lại nhà có cái hầm cá là cho nó ăn rồi. Bắt tôi đóng là 20.000 sao được, tôi không đồng ý. Anh Tư nè, anh nói gì đâu có được, đâu phải rác nào cá cũng ăn được đâu. Anh nhục nhiều ngày thì mỗi ngày một ít thì mỗi ngày nó càng nhiều thì cái hồ cá anh với lại cái sông nó bị ô nhiễm rồi ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình anh và gia đình xung quanh nữa. Anh vì bà con ở ấp này anh cũng cố gắng đóng tiền đi rồi để cho môi trường mình nó xanh sạch đẹp rồi không bị ô nhiễm hơn. Anh Tư à, tôi thấy anh Bảy với chị Dân nó đúng đó. Giờ thời buổi bây giờ 20.000 có mua gì đáng giá đâu. Tính ra là anh xài chưa tới 1.000 một ngày nữa. Thôi anh đóng tiền gom rác đi cho cả ấp mình đều xanh và đẹp. Nghe anh Tư. Mấy người nói hay quá ha. Tiền chứ đâu phải là giấy. Tôi phải đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có 20.000 chứ bộ. Cô Tám nè, cô nói 20.000 không đáng giá gì hả? Vậy cô đóng giùm tôi luôn đi. Thôi đi ông ơi, tôi thấy chị Tám với cô Dân đây nó cũng đúng. Thôi, ông đóng 20.000 đi ông, không bao nhiêu đâu. Ăn cái bỏ gác đi ông. Rồi sao? Giờ bà nghe tôi hay là bà nghe người ta? Tư nè, có chuyện gì từ từ, tôi thấy chị Tư nói đúng á. Có 20.000 thì anh cứ đóng cho người ta râm rác cho sạch sẽ cái khu vực của mình đi anh. Chị nhà tôi không cần quản. Vậy? Ông. Thiệt tình chứ ông này cũng ngang như cua vậy. Ông. Nếu anh Tư không đồng ý bỏ rác thì thôi. Nhưng mà tôi báo cho anh Tư biết nha anh Tư. Nếu mà sau này bà con xung quanh này mà thấy anh Tư quăng rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường á, thì sẽ báo với chính quyền địa phương á là phạt anh Tư theo nghị định 155 nha anh Tư. Cô hù tôi hả? Cô quăng rác bừa bãi hồi nào? Cô giỏi thì cô canh tôi đi. Vậy ba. Ông, bình tĩnh lại đi ông. Vậy. Không được quăng rác hả? Quăng chạy nè. Giỏi canh tôi đi. Quăng nhà bà Tám luôn nè. Miếng giường của chị nay ngon quá chị. Cực lắm chị đó. Alo, con gái hả? À, ôi da, trời ơi máu. Ông Tư, ông có trong nhà không ông Tư? Trời ơi máu chết tôi rồi, ông cam cứu tôi ông Tư chết máu quá trời ông Tư ơi. Ủa sao vậy? Sao mà giò cắn mắt mày không vậy? Trời ơi, bị gì vậy? Trời ơi, sao máu nhiều quá vậy? Trời ơi, ai quăng cái bịch rác ở đây? Cái miếng ly bụi chảng luôn nè. Trời ơi. Thôi anh Tư ơi, tôi phụ ra anh kè cho Tư vô rồi. Rửa sơ với thương đi, băng bó tạm đi rồi lên trạm y tế coi là sao chứ thấy rất sâu lắm đó. Tại đi tôi mà bà mới ra nông nổi như thế này. À thì ra cái bịch rác này anh quăng đó hả? Tại anh hết á. Phải như đóng 1 triệu đóng thấy tiền chưa? Gom rác là được rồi. Phải ông chịu đóng 20.000 gom rác là đâu có cảnh như vậy đâu ông Tư. Đây, tôi biết tôi lỗi tôi rồi mà. Để ngày mai tôi lên gặp chị Dân đóng tiền bà ơi. Thiệt tình chứ đúng là gậy ông lận ông mà. Bây giờ sao? Không biết hỏi lỗi chưa? Rồi, tôi nói hẳn rồi. Đi, tôi dẫn bà đi tạm y tế xã, băng bó vết thương lại.